Vietjet đang chuẩn bị hạ cánh. Gian quá nhỉ. Combo airway. Thời tiết đang có mưa. Rồi, thêm một chiếc nữa. Chuẩn bị hạ cánh nữa. Đó. Rồi, chuẩn bị đắp hạ cánh nha. Quay cận cảnh cho bạn xem luôn. Đầu em mưa quá. Rồi một cú hạt ấp hoàn hảo. Rồi mưa luôn rồi. Đây. Rồi mưa rồi nha. Thời tiết mưa luôn rồi. Rồi tiếp thì nào, Vietjet đang cất cánh nha bạn. Rồi mù mịt luôn. Đó. Nước không.
We'll be right back.
mất tất cả tưởng tượng. Xong rồi, đi đà đây. Một chiếc Việt Nam Airlines chuẩn bị ra cái cánh nè. À, mình giờ mình sẽ zoom này cho các bạn xem nha. Chiếc Việt Nam Airlines này. Phải mình zoom nó không được rõ. Bạn thông cảm nha. Zoom lại nó sẽ vô nó càng lắc nhiều. Đó. Mình giấm qua một xíu thôi. Đang chờ máy bay hạ cánh rồi mới cất cánh được. Đây các bạn xem này, quan cảnh này. Máy bay thứ nhất này, hai chiếc này. Còn chiếc đang chuẩn bị hạ cánh này. Rồi, chiếc đi hạ cánh rồi, chiếc kia mới được cất cánh các bạn. Đây. Đây đang chờ càng đang dài. Rồi, chờ em đi hạ cánh nha. Em này là em đi bay gì đây không biết. Nó quá. Đó, em đi bay. Em của hãng Vasco. Vasco nha. Bay máy bay nhỏ. Đó, chờ chiếc này hạ cánh xong rồi mới chiếc Asia mới được cất cánh nha. Rồi, hạ cánh an toàn cho một chuyến bay. Rồi, một chiếc Việt Nam Airlines chuẩn bị hạ cánh. Rồi, video đến đây là kết thúc các bạn. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ like, subscribe kênh nha, và nhấn chuông thông báo nha. Để mình ra video tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong video tiếp theo nha.